Chung là bạn Luân này, bạn ấy một lần cho mình 5 triệu thì cả đời mình phải biết ơn nhá. Cho dù là mình cần đi nữa nhưng mà người ta cho thì mình phải cảm nhận. Anh nói các chú nghe này, xã hội này không ai cho không ai cái gì đâu, không đằng sau những đồng tiền đấy là cả những hợp đồng tù đóng tội đấy. Cứ chê người khác lòng vòng, thế nên không lòng vòng thì thẳng tưng rồi thì chúng mày làm nghề gì mà kiếm tiền hả? Lao động gì hả? Chúng mày tao hỏi chúng mày là xã hội này không lòng vòng làm gì kiếm tiền, nghề gì? Ăn cướp à? Ít chọc này, lại còn bây giờ này còn thẳng tưng nữa thì chỉ có bốc cứt. Nghe chưa? Như tao là chỉ bốc cứt thôi. Phải đi lừa đảo văn vở. Theo tao hỏi chúng mày bây giờ học hành không nơi đến chốn thì lại đồ có tiền nữa thì bây giờ làm nghề gì? Sách vữa hay là sách cứt? Cũng cái xã hội Việt Nam bây giờ tôi ăn đi nghe với nhau. Nghe anh nghiện như tao nói chuyện hay hơn. Còn Luân thì nợ Luân 50 triệu cả đời mang ơn nhá. Anh Luân đang tìm thầy rồi. Có vẻ của đồng bằng Việt Nam rất thích đánh nhau ấy nhỉ. Riêng Luân tao lợi tiền nó là chưa có tiền giả nó 50 triệu nhá. Tìm nó không thấy. Thế giờ nó đánh ra cũng được thôi nhá. Nhưng mà chúng mày đứng ngoài cổ vũ thôi. Chúng mày đứng ngoài cổ vũ đúng không? Theo mày là bên nào thắng? Ra kèo đi. Theo mày là thắng. Thầy trả tiền anh Luân đi, thầy nhây thế. Thế theo chúng mày là phốt của tao là phốt ném tiền qua cửa sổ hay là phốt ngoài là mượn nhưng quên chưa trả hả? Theo chúng mày là phốt gì? Không có quả ném tiền đấy nhá. Thế nhở, làm gì có 300 mắt xem này, xong tí nó lại làm gì mà có câu chuyện để mà nói, để mà quảng cáo nhà cái hả? Nó không để lại điện 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 cho nó hàng trăm số, không điện lại số nào được nhỉ? Mà mình Facebook của mình chính anh chủ tích tích xanh đây. Thầy lại quên trả rồi. Những thằng nào của nó luôn đang đi tìm mày hay là gì ấy? Tao hỏi thật chúng mày là nhà chúng mày mới mua điện thoại dùng à? Nhà chúng mày không mượn điện thoại thằng khác bình luận à? Chỉ có một mình có hai điện thoại đây, Facebook tích xanh đây, sao phải đi tìm? Cứ một thằng ở TikTok đi tìm thằng ở Facebook, thằng ở Facebook nên ảo hoàng TikTok đâu? TikTok có nhắn tin được Facebook không? Cộng đồng mạng Việt Nam này ngu rồi. Mai thằng nào YouTube nữa tìm nhau nữa là đủ đủ cặp ấy. Về bảo anh Luân chúng mày là lập tài khoản này, K88 này, đọc tên vật trốn kỹ vào không Luân nó bẻ răng là ok Nguyễn Tiến Dũng nhá. Thế là Luân trước cái mày lại bị nó bẻ răng à hay sao? Luân điện cho Tiến không được, Tiến điện nó không được. Một thằng ở nào điện thằng Campuchia điện tới được, hai thằng ở Việt Nam. Nhưng mà một thằng bây giờ là nào thằng ở Campuchia điện ra sao được cho nhau, một thằng ở Facebook, thằng ở TikTok điện ra sao được cho nhau? Ngu đấy, lớn rồi chơi được với nhau thì chơi, không chơi được với nhau thì thôi. Nên mạng nói là cười nhá, tiền tao ném qua cửa sổ, thế là tiền của tao, thích tao ném được chưa? Thằng nào không có tiền để ném ấy, câm một cút lao động tiếp, lao động đây kiếm tiền đây, mày thừa tiền rồi. Để tao nói trước của mày Việt Nam câu xanh chín luôn, của thằng Luân nó là thằng bạn, chúng mày đừng có chia rẽ kiểu vớ vẩn nhá. Còn phải đánh nhau tao sợ, thi mẹ đại học với nhau đi à, xem là tao hơn điểm thằng nào. Đấy mới là cái cần phải đấu tranh, đấy mới là cái cần phải thi đua. Thế bây giờ con người mà chúng mày là đời động vật à, mà chúng mày suốt ngày gạ thằng này thằng kia đánh nhau mới tìm nhau trâu trọi nắm một lần thôi con ạ nhá. Thật solo thi đại học đi, thi văn là thầy tất cả các bộ môn, cả cả là vào sạch chữ đẹp. Đấy là cái cần thi, cần đấu tranh, toàn gạ người ta đánh nhau, người có phải động vật đâu mà ở làm trận kèo game này bắn nhau này. Nếu mà thi bắn nhau này phải hết này chứ giờ thật muốn thằng một mạng khó lắm. Tao thua, xin thua. Chung là bạn Luân này, bạn ấy một lần cho mình 5 triệu thì cả đời mình phải biết ơn nhá. Cho dù là mình đéo cần đi nữa nhưng mà người ta cho thì mình phải cảm nhận, mình phải mang ơn, để không trách được nhá. Cứ cho là nhận thôi nhá, không thiếu là việc của tao. Thì bắn cá xem ai thắng thật, bắt cá đi ra bàn đấy, mỗi thằng bơm 5 triệu một lần. Tiền nhiều giúp các em nghèo khó vùng cao đi anh. Tao hỏi mày là thằng nghiện đáng giúp hay là thằng nghèo đáng giúp hả? Người đang nghiện bằng chết đi, nghèo nhịn đói cũng được, nghiện nhịn thuốc nhịn được. Chúng mày giờ đi phốt tao nó là nghiện này, cho tiền thì phải nhận chứ, lúc ngáo ngơ lên ném tiền qua cửa sổ chứ. Giờ nó nói không ra gì á. Thế theo chúng mày là lúc này là không nên nhận đúng không? Anh nói các chú nghe này, sổ này không ai cho không ai cái gì đâu, không đằng sau những đồng tiền đấy là cả những hợp đồng tù đóng tội đấy. Luân thì nó cứ gặp người nghèo nó cho người nghèo, gặp Tết là mừng tuổi các cháu nhưng mà phải quay phim, thấy chưa? Gặp nghiện là cho người nghiện, người nghiện là cái ăn Luân cho nhiều sao
Nhà cao cửa rộng để anh luôn Nghệ An nói anh ghê thế tiến. Thế giờ nó không nói tao nói ai. Nó lên mạng bây giờ chỉ cho nó biểu diễn múa cho mày xem à. Làm gì? Tài năng không có, nghệ thuật thì không. Bây giờ lên mạng không nói nhau thì chỉ cho là lên mạng hát nhau nghe à. Hát chột chó nghe à. Hay là múa, hay là làm gì nữa. Kéo chúng mày bây giờ lên mạng làm gì khi mà tài năng không có. Chỉ có nhiều cho nói, cho tiền cũng bị nói, nợ tiền cũng bị nói, vay tiền bị nói, thế là kiểu gì thì không bị nói. Chúng mày tu thiên kia, ăn xong rồi hát còn phải chửi nhau suốt kia mới có đi mới có xô kia. Mày tưởng đơn giản này, sống bây giờ khó khăn, bây giờ tìm thằng nào bị câm ấy chơi thằng đấy trên mạng. Chúng mày ở đây có thằng nào bị câm không, để tao lưng đi làm idol xong bắt đầu là anh em bốc phốt nhau. Luân bảo đòi nợ thầy, thầy cứ khất lên cai, chỉ có bố mẹ mày mới đi khất nợ xã hội thôi nha. Hôm đấy là bạn nhắm vào cửa sổ là 1,5 triệu luôn, không phải 500 đâu. Mày nhìn nhầm nhá, hay mày nhập được 1 triệu đâu mà chỉ có 500. Không sai thì sợ cái gì, đúng thầy. Đời người ta sai người ta mới sợ, đúng sợ gì đúng không? Còn sai cũng chưa sợ rồi. Hiểu không? Mang tiếng Hải Phòng rồi, tao người Campuchia. Tao là tao sợ Việt Nam rồi. Tao sợ cái đồng bào Việt Nam rồi, giờ tao toàn chơi Campuchia thôi. Không chơi người Việt đó. Người Việt bây giờ người ta đến một thằng ở thành phố Cảng, nhà đầu xe hơi người ta làm từ thiện luôn đấy. Gớm nhỉ. Hả chúng mày. Bây giờ người Việt chúng mày bây giờ nhìn thấy một thằng nhà đầu xe hơi vợ đẹp con khôn mà lại còn đi làm từ thiện ở đấy cả. Hả à, lại còn cho tiền nữa, làm từ thiện cả. Tỉnh táo lên các cháu. Đằng sau những đồng tiền nó là cả một vấn đề đấy. Tóm lại cứ quả phốt này làm 5 xịch 3 xịch thôi nha. Nó nhiều. Anh cũng công bố cái giá phốt của bên anh nhá. Giá phốt của bên anh là 30. Chú nào vào kèo thì ví dụ như là phốt free là phốt kiểu như là anh ơi sao anh em phốt đấy là phốt free luôn nhá. Không cần liên hệ. Mày làm mất chất anh em Hải Phòng quá. Hi Tú ấy, anh em Hải Phòng là anh em nào ấy, chất là chất gì ấy. Nên trên mạng xem và đánh giá chất mới chất. Tao bây giờ mà tao cứ dựng 5-7 thằng, tao cầm tiền tao có phát từng thằng một, tao quay clip nhầy. Xong tí thu lại mai lại phát tiếp. Thì chắc là chất lắm đấy nhầy. Hay như nào? Bây giờ ném tiền qua cửa sổ cũng chưa được gọi là chất à? Cái nỏ thầy để đâu rồi? Không thầy ơi. Ok Quốc Cường nhá. Bảo Hòa Già độ lại cái đây nhá. Mấy cái đầu ti ấy nhũ nhức cho nó một hồng hồng tí. Quốc Cường ạ nhá. Mày nợ tiền thằng Luân Nghệ An không hả Tiến? Em ơi, Nguyễn Đăng Bính hay là anh nào ấy? Em xem là anh nào mà anh thể hiện anh ấy. Mà anh cái tầm này, này. Có nợ đấy giả nó hộ cái đi. Bản lĩnh không? Có tiền không giả đi. Hay là chỉ hỏi câu chuyện năm qua. Đâu, đúng rồi trả thằng anh thằng em nào nhỉ? Đây ta đang vỡ nợ đây. Anh nào? Đại ca nào? Đồ gấu nào? Ê, thằng Huấn Hồng kia còn đang nợ, còn đang vay 90 triệu kia. Alo. À. Đời nhanh này. Thằng Luân cho 5 triệu, đúng. Nhá, không sai. Còn thằng Huấn ấy, trước nay chỉ có tao cho tiền nó rồi. Và cho nó vay rồi. Chứ tao chưa vay đồng nào đâu, còn chưa nhờ nó cái gì đâu. Thấy chưa? Thế là các con nghe rõ nhá. Giờ lại bóc phốt Huấn. Huấn giả 9 triệu rồi. Đấy. Giờ mà tao đi bóc phốt thằng Huấn là nó giả lợ tao thì chúng mày có hổ là phốt không? Hả? À. Huấn ai mày giả tiền anh nghĩ nhá, phải câu chuyện đùa đâu con ạ. Chúng mày không tin đi. Nếu thằng Huấn nó không phải là 90 triệu 29 tiết nhá. Nhá. Nếu mà điều ấy không xảy ra nhá, 29 tiết không phải tao cho thằng Huấn vay 90 triệu nhá, cả nhà đó. Còn nếu mà nó mà vay 90 triệu nhá, à, nó mà không vay nhá thì cả nhà tao còn nó mà vay là cả nhà đấy mày dám thề không thề đấy lại vẫn vào phút.